Vừa qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết 2015 và nhiệm vụ cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2016. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động cho biết, năm 2015, Ban chỉ đạo Trung ương đã tham mưu cho Bộ Chính trị kiện toàn tổ chức Ban chỉ đạo cùng với các bộ ngành và các địa phương triển khai sâu rộng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phối hợp với Bộ Công Thương triển khai tuần nhận diện hàng Việt, tự hào hàng Việt trên phạm vi toàn quốc, thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động, thường xuyên lồng ghép nội dung của vận động với các hoạt động xúc tiến thương mại, v.v. Qua đó đã giúp người dân cả nước hiểu hơn về mục đích của cuộc vận động, cũng như những nỗ lực không ngừng tham gia cuộc vận động của các doanh nghiệp Việt Nam. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và những năm tiếp theo, Ban chỉ đạo cũng cho biết sẽ trọng tâm quán triệt và tổ chức thực hiện các thông báo kết luận của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thành viên Ban chỉ đạo thuộc các cơ quan quản lý nhà nước rà soát, ban hành bổ sung cơ chế chính sách khuyến khích sản xuất và bảo vệ thị trường trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế. Đặc biệt sẽ tập trung tăng cường công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.